Động hăng say bình thường thì nó sẽ đi theo cái điệu nhảy của em đấy xung quanh cái nhà máy đấy. Rồi mọi người vẫn làm, đừng để ý đến nó. Thế là view rất là cao đúng không? Thế mình vẫn có thể làm chạy gì, chạy phụ đề. Nhà máy ABC, nhà máy XYZ có công suất thiết kế như này, rồi ra các loại sản phẩm tôn thép như thế này, rồi tìm đại lý trên toàn quốc, chiết khấu cao, rồi công nợ dài, rồi vân vân mây mây, đúng không? Thế là sau đó là cầm con video đấy đưa lên kênh và sau đó chạy để cho người ta xem. Lý do là nếu để yên thì không ai xem, cho nên là mới đẻ ra hiện tượng là phải có làm quảng cáo là như thế. Hiện nay nhá, tôi nói anh chị hiện nay này, hiện nay TikTok kênh đang vẫn có lượt xem rất đáng kể, rất tốt. Nhưng không điều gì đảm bảo rằng 3 năm nữa, 5 năm nữa TikTok kênh có lượt xem. Có hiểu ý tôi không? Nó sẽ giống tình trạng gì? Facebook. Không điều gì đảm bảo. Ngày xưa mình lập một cái con page, mình vẫn nghĩ rằng là ngày xưa là lập page xong mình chạy nhiều like thì cái like ở trên cái page đấy nó là của mình, người ta sẽ nhìn thấy bài của mình, có đúng không? Ngày xưa mình nghĩ thế và thằng Facebook nó làm cho mình nghĩ thế. Thế nhưng mà sau khi nó làm gì ạ? Thay đổi thuật toán phát, nó không cho người ta tiếp cận cái page của mình một cách tự nhiên nữa. Thế là gì? Page 2 triệu like với page 2.000 like là giống nhau. Đăng một bài lên là cơ bản là không có ai xem. Thế là ngày xưa tưởng là like trên page của mình là của mình. Nhưng mà bây giờ like trên page của mình thực chất là chỉ là một cái gọi là counting, tức là một cái bộ đếm về cái số lượt thích trang thôi, chứ nó không thể hiện rằng là đấy đang là những khách hàng. Nên bây giờ thời kỳ này vẫn đang ngon cho TikTok thì đề nghị các anh chị nha, phải triển khai ngay đấy, thu hút ngay. Chỉ cần 1 năm, 2 năm thôi mình ngon là lúc đấy mình kiếm tiền rất là tốt. Sau này nó lại không cho tiếp cận nữa, mục đích để làm gì? Chạy ad nhiều. Bây giờ ad của TikTok người ta rất ít khi chạy, bởi vì hiệu suất quảng cáo của TikTok không cao bằng Facebook. Tôi chạy quảng cáo Zalo nên là tôi nói với anh chị nghe thì lỗ sức mạnh luôn, không truyền đổi được một tí nào, chạy rất kém. Hiểu chưa ạ? Tiếp này, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tập hợp khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của mình. Thế thì khi cái tìm kiếm khách hàng tiềm năng này thì ở Facebook có anh chị nào chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng chưa? Facebook đã chạy rồi. Thì thằng này nó sẽ tương tự, tức là khi mình lướt xong ấy, nó sẽ hiển thị ra một hộp thoại, và trên đấy họ điền họ tên, điền số điện thoại, điền email. Mọi người có nhớ là khi chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng của Facebook, bấm vào đấy nó sẽ nhảy ra hộp thoại và nó tự lấy tên mình nó điền vào không? Có nhớ không? Bất động sản, xe hơi là tìm đại lý là lên chạy cái dạng này, bởi vì nó sẽ để lại thông tin bắt đầu mình liên hệ, bởi vì mình có chốt được đơn ngay đâu, làm gì có chuyện là ship cho em miếng đất, đúng không? Rồi, và tương tác với cộng đồng. Thì cái này, chạy tương tác với cộng đồng là mục đích là để làm gì? Có thêm lượt theo dõi trang hoặc lượt truy cập hồ sơ. Cái này là khi mình tạo ra một kênh. Khi mình tạo ra một kênh, ví dụ như hôm qua lớp ta tạo ra kênh, làm mãi nó không lên, đúng không? Mà muốn mục đích muốn lên thì phải làm gì? Bỏ tiền vào đây chạy. Đấy. Trong lớp mình có một nhóm, đúng không? Đang hôm qua kể chuyện là bây giờ có một cái tài khoản kênh, bây giờ là 48.000 lượt theo dõi, rất nhiều. Thế nhưng mà đăng video lên thì lại không ai xem. Vì sao? Cái này thì giải thích là do cái kênh này là mình đi mua xong mình đổi tên, đúng không? Xong mình đăng lại. Thế thì cái lượng mà người ta thích cái kênh này này, thì ví dụ như cái kênh này nó toàn là giải trí nhảm nhí hoặc là một cái gì đó, cái gốc ấy mà mình tạo, có thể là chuyên các em gái xinh đẹp, chuyên những cái chuyện ngoại tình sóc sách gì đó, thì nó sẽ thu hút một cái lượng người ta thích như vậy. Thế nhưng mà khi mình mua về mình lại đổi thành nhãn hàng, mình đổi thành thương hiệu ABC, XYZ của mình,
thì cái người mà người ta thích cái kênh đấy thì người ta sẽ không còn thích cái kênh mới nữa. Và bắt đầu nó gì? Nó chỉ còn là cái số lượt thích trông cho nó gọi là giống như kiểu gọi là đẹp thôi. Vì vậy là mình phải phát triển lại nội dung từ đầu. Mua cũng được nhé, chứ không phải là nói là mua thì không tốt, không hay. Nhưng mà nếu mà mua theo kiểu mà 50.000 theo dõi mà bây giờ đăng video lên không ai xem thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Đấy. Cái hiện tượng này thì ở Facebook cũng có. Các bạn ấy mua page có sẵn like rất nhiều. Tuy nhiên là cái like đấy nó không giải quyết được, bởi vì cái gốc rễ của cái like đấy có thể là lại là một cái page hóng biến, hay là một cái page chửi thuê, hay là một cái page gì đấy nó rất là xàm xí. Thà mình một cái page nó ít thôi, 1.000, 2.000, 3.000, nhưng mà nó là khách của mình, nó xây kênh từ đầu nhá. Thế bây giờ mình đăng video lên không ai xem thì rõ ràng là thứ nhất là đối tượng không phù hợp, thứ hai là nội dung video đang chưa tốt. Ví dụ như là đơ dơ cái sản phẩm đấy qua cái này thì nó không ăn thua đâu. Nha, các bạn phải đưa cái sản phẩm của mình vào trong một cái câu chuyện, trong một cái kịch bản. Nếu mà cái chỉ cầm dơ lên như này quay 30 giây đưa lên thì nó không có người xem. Rồi. Tương tác thì chúng ta có thể chạy dạng này. Đấy, các anh chị có thể chạy dạng này là chạy tương tác với cộng đồng nhá. Để tăng được lượt theo dõi cho mình lên. Và mình cũng lại bơm ngân sách. Mình cũng bơm ngân sách một tháng chẳng hạn, mình cho nó 5 triệu hay 3 triệu hay 10 triệu tùy mình. Nhưng nhớ rằng là nó có 200.000 một ngày, nếu mà cho nó 3 triệu thì có nghĩa là gì? Một tháng mình chỉ chạy 15 ngày rồi mình phải nghỉ. Chạy tuần nghỉ tuần, chạy tuần nghỉ tuần. Hay là chạy 5 ngày lại nghỉ 5 ngày, chạy 5 ngày lại nghỉ 5 ngày, bởi vì mình không có đủ tiền. Còn nếu mà full ngày thì phải chạy 6 triệu tối thiểu một tháng, hiểu không? Chạy lượt chuyển đổi để giúp khách hàng mua hàng trên website. Ok, bắt đầu đi. Bấm lưu lượng. Đấy, đặt tên chiến dịch. Ví dụ tên chiến dịch ở đây là mình chẳng hạn như bây giờ là mình muốn bán tìm đại lý thép Long Giang, đúng không? Ok. Hoặc là gì? Yến. Chiến dịch là Yến Thiên Tuyết, đúng không? Đặt tên thôi. Cái này là tên thôi nhé, chứ nó không có tác dụng gì cả. Rồi. Thử nghiệm phân tách ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ chia cái quảng cáo của chúng ta thành hai cái chiến dịch hoặc là hai cái nhóm chiến dịch khác nhau, để người ta so sánh cái chiến dịch A với cái chiến dịch B, hay là cái nhóm A với nhóm B có gì khác nhau không. Đấy. Và nó làm cho chúng ta cảm thấy là hệ thống nó đánh giá cho mình cái chiến dịch là cái nào tốt hơn. Thì kể cả hai cái này cũng đều bắt chước của Facebook, hoàn toàn là bắt chước của Facebook, là tạo thử nghiệm phân tách. Ở đây là phân tách về nội dung. Tối ưu hóa ngân sách cũng như vậy, nó sẽ tự động tối ưu hóa phân bổ ngân sách làm hai chiến dịch hoặc hai nhóm chiến dịch. Và sau đó ví dụ mình chạy 200.000 thì nó chia mỗi một nhóm thành 100.000, và nó sẽ so sánh cho mình là cái nhóm A với cái nhóm B. Trong marketing nó có một cái thuật ngữ nó gọi là A/B testing, tức là thử nghiệm A trên B. A là một cái một, B là một cái hai. Thí dụ như hôm qua A là chị mặc một cái váy màu hồng, với lại hôm nay B chị sẽ mặc một cái váy màu xanh, thì hai cái hình ảnh đấy chạy thì cái nào nó sẽ đẹp hơn, cái nào nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mình nhìn thì mình dần dần mình sẽ có kinh nghiệm. Và nếu không hiệu quả thì mình đổi. Ừ, mình không thể biết được, đúng không? Mình đổi, tiếp tục.